Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai, đoạn từ đường Lê Văn Việt đến Võ Chí Công nằm tại các phường Tăng Nhân Phú A và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Đây là một trong hai đoạn nâng cấp, mở rộng của toàn tuyến đường Lã Xuân Oai. Điểm đầu của dự án sẽ giao giữa đường Lã Xuân Oai với đường Lê Văn Việt. Dự án này có chiều dài khoảng 2,72 km. Đường Lã Xuân Oai là một trong những tuyến đường quan trọng của thành phố Thủ Đức. Toàn tuyến đường này kết nối đường Lê Văn Việt tới đường Nguyễn Duy Trinh. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 30 mét. Tổng mức đầu tư cho dự án này gần 573 tỷ đồng. Theo ghi nhận của người chụp, hiện tuyến đường này chỉ có bề rộng khoảng 6 đến 8 mét. Điểm cuối của dự án này nằm tại đường D2, Võ Chí Công. Khu vực này hiện tại tập trung khá nhiều nhà máy. Cùng với đó, tuyến đường Võ Chí Công là một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh, mang nhiệm vụ vận tải hàng hóa cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trong khu vực. Theo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm nay do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, đối với đường Lã Xuân Oai mở rộng, đoạn Lê Văn Việt, Võ Chí Công, kế hoạch năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi khoảng 300 tỷ đồng cho dự án này. Cách đó không xa là dự án xây dựng cầu Tăng Long. Đây là một trong những dự án hạ tầng đã ngừng thi công đã lâu tại thành phố Thủ Đức. Dự án này cũng dự kiến hồi sinh trong thời gian tới. Bên cạnh đường Lã Xuân Oai và cầu Tăng Long, trong năm nay, nhiều dự án hạ tầng tại thành phố Thủ Đức cũng đã và dự kiến sẽ được thi công trở lại như mở rộng đường Lương Định Của, đường Nguyễn Thị Định, cầu Nam Lý.